Vừa tốt nghiệp đại học, bạn gái cũ bỏ trốn cùng gã béo cao 2,5 mét, nặng 300 cân. Nhưng lúc này, Hoa Khôi trưởng gọi cho tôi. Ai vậy? Là tôi, Tô Vũ Phi. Tô Vũ Phi, hoa hậu của Học viện Nghệ thuật Thượng Hải. Nhớ là một lần gặp nhau ở quán bar, hai người mơ mơ hồ hồ đi khách sạn, phát sinh quan hệ. Tô Vũ Phi, cậu làm sao vậy? Gọi cho tôi làm gì? Cậu đến bệnh viện đi, tôi sắp sinh rồi. Bác sĩ nói phẫu thuật có rủi ro, cần người nhà ký tên. Cậu đang mang thai. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi? Vậy cậu đi gọi người nhà cậu đến ký đi. Tôi không phải người nhà của cậu. Nhưng tôi mang thai đứa bé, là con của cậu. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc đem vỏ ốc đi đổ hộ. Hệ thống siêu bố đang được ràng buộc. Nhiệm vụ 1: đến bệnh viện trung tâm thành phố ký tên cho Tô Vũ Phi, phần thưởng 200.000 nhân dân tệ. Nhiệm vụ 2: cùng Tô Vũ Phi sinh em bé, phần thưởng bộ tứ em bé, ba lon sữa bột Lingerlu, một bình bú. Nhiệm vụ 3: đặt tên cho con, phần thưởng một bộ bất động sản Tâm Sơn Yipin. Cái này, chẳng lẽ đứa con mà Tô Vũ Phi mang thai thật sự là của mình? Nếu không thì tại sao tôi lại kích hoạt hệ thống bố? Quên đi, tốt hơn là tôi nên làm rõ chuyện này. Tô Vũ Phi, khi nào thì người nhà cô mới đến ký? Mẹ, mẹ tôi sắp tới rồi. Lúc này Tô Vũ Phi nhớ đến cha mẹ ruột của mình. Nhưng sau một cuộc đấu tranh tâm lý, hay là gọi điện thoại cho bạn thân của mình đi. Thế Kỳ, tôi sắp sinh rồi. Cậu có thể ký thay cho người nhà tôi không? Diệp Thu đã đến khoa sản phụ khoa của bệnh viện thành phố. Khoảnh khắc Diệp Thu đẩy cửa ra và bước vào, Tô Vũ Phi nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Người đàn ông mà cô mong đợi, cha của đứa trẻ, cuối cùng đã đến. Diệp, Diệp Thu, đừng kích động, nếu không sẽ làm tổn thương thai nhi. Đúng rồi, tôi sẽ ký trước, chờ tôi một chút. Y tá sau khi biết Diệp Thu chính là người nhà của Tô Vũ Phi, đưa cho anh một thỏa thuận bác sĩ và bệnh nhân. Tô Vũ Phi đang mang thai sinh tư, điều này rất hiếm. Vì vậy, có một xác suất nhất định sẽ xảy ra tình huống khó sinh. Cái này, tôi có thể hỏi bạn bao nhiêu tuổi không? 21. Thật lợi hại. Đặc sản hiện nay là thịt bò. Vậy thì bạn phải kiếm tiền sữa bột cho tốt rồi. Vâng. Sau đó Diệp Thu nhanh chóng ký kết tất cả các thỏa thuận. Chúc mừng ký chủ đã ký xong. Thưởng 200.000 nhân dân tệ. LIB thanh toán 200.000 nhân dân tệ. Chỉ cần ký tên là có thể dễ dàng nhận được 200.000. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Tiếp tục đi vậy, vẫn chưa thể cất cánh được. Khi Diệp Thu trở về phòng bệnh của Tô Vũ Phi, phát hiện còn có một thiếu nữ. Vũ Phi, cậu ta là ai? Cậu ấy là bố của đứa bé trong bụng tôi. Cậu chính là tên cha nam đã khiến bạn tôi có thai. Tôi vẫn là chính mình, sao lại trở thành cha nam rồi? Thế Kỳ. Thấy vậy tôi nhanh chóng gọi y tá. Rất nhanh y tá đã đưa người vào giường đến phòng phẫu thuật. Trần Thế Kỳ và Diệp Thu chờ ở cửa phòng phẫu thuật. Hình như cô có ý kiến với tôi. Đồ cha nam, cậu còn biết quay lại sao? Vũ Phi vì cậu mà phải chịu bao nhiêu khổ cực cậu có biết không? Hóa ra, ngay sau khi Tổ Vũ Phi bắt đầu năm thứ ba, cô phát hiện mình có thai. Thế là đành phải nghỉ học. Vì chuyện mang thai, cô ấy cãi nhau với gia đình, đặc biệt là bố cô ấy. Suýt nữa thì cắt đứt quan hệ với Tổ Vũ Phi. Cuối cùng cô ấy vẫn một mình kiên trì sinh con. Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Vũ Phi. Tốt nhất là thế. Nếu không, sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng kèm theo tiếng khóc của mấy đứa trẻ, cửa phòng mổ đã mở. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Chúc mừng, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, ba nữ một nam, sản phụ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng, sức khỏe sản phụ bây giờ vẫn còn rất yếu. Tôi không khuyên cậu nên vào gặp cô ấy ngay bây giờ. Chờ lát nữa nhé. Được, cảm ơn bác sĩ. Ba cô con gái, một cậu con trai. Giờ khắc này, Diệp Thu suýt chút nữa phấn khích kêu lên. Loại tâm trạng kích động này có lẽ chỉ có làm cha mới có thể cảm nhận được. Vũ Phi vừa mới sinh xong chắc hẳn là rất yếu. Tôi ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại ngay. Được. Sau khi Trần Thế Kỳ đi, Diệp Thu phát hiện mình sắp phải đối mặt với các vấn đề lớn. Anh không biết chăm sóc phụ nữ sau sinh và trẻ em. Kể từ khi Tô Vũ Phi sinh con cho mình, vậy thì sau này mình phải gánh vác trách nhiệm của đàn ông và người cha, trách nhiệm chăm sóc vợ con. Trước tiên hãy tìm hiểu về kiến thức này. Nếu thật sự không được, tôi chỉ có thể thuê một người trông trẻ. Đúng lúc Diệp Thu đang định tìm kiếm, lập tức vang lên giọng nói của hệ thống. Đinh, bạn đọc kiến thức chăm sóc phụ nữ sau sinh, thưởng cho bách khoa toàn thư về chăm sóc phụ nữ sau sinh. Ngay lập tức kiến thức ở cấp độ bảo mẫu chuyên nghiệp đổ vào đầu Diệp Thu. Lời khuyên tử tế, kích hoạt phần thưởng bất cứ lúc nào trong cuộc sống, tương tác nhiều hơn với em bé, phần thưởng sẽ phong phú hơn. Sau khi phẫu thuật, tôi vội vàng đến trước mặt Tô Vũ Phi. Vợ à, khổ cho em rồi, cậu vừa gọi tôi là gì? Vợ, em đã giúp tôi sinh 4 đứa con. Em không phải vợ tôi thì là gì? Tô Vũ Phi rơi vào im lặng. Nàng cũng không muốn Diệp Thu là bởi vì đứa nhỏ mới đứng ra thỏa hiệp. Thực ra, ký xong là cậu có thể đi. Đứa bé là một tai nạn. Tôi cũng không muốn để cậu chịu trách nhiệm. Lại nói nhảm cái gì thế? Hay em nghĩ rằng em có thể chăm sóc 4 em bé một mình? Con cái không phải là chuyện của riêng em. Tôi cũng có trách nhiệm lớn hơn em nhiều. Sau này chúng ta cùng nhau chăm sóc tốt cho em bé, làm cuộc sống vui vẻ hơn. Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Chắc chắn rồi, sau này em và con ở bất cứ đâu, tôi sẽ ở đó. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc để tôi đi. Những lời này của Diệp Thu khiến nội tâm của cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Diệp Thu, cảm ơn anh.
Vũ Phi, cậu vừa sinh bốn đứa, cơ thể bây giờ còn đau không? Vẫn còn hơi mệt một chút, nhưng không còn đau nữa. Thời gian phẫu thuật dài như vậy, chắc là cậu cũng đói rồi. Tôi mua cho cậu hộp cơm, vốn muốn tự tay làm một cái cho cậu. Chờ đã, phụ nữ sau sinh không thể ăn cái này. Tại sao? Phụ nữ sau sinh không được ăn cơm hộp sao? Đúng vậy, phụ nữ vừa sinh xong tốt nhất là không nên ăn cơm và rau cứng. Nếu đói thì ăn chút thức ăn lỏng, ví dụ như súp gạo và súp trứng. Sau khi chức năng tiêu hóa được hồi phục, có thể ăn thức ăn bán lỏng như cháo và mì, sau đó từ từ chuyển sang chế độ ăn uống bình thường. Sao cậu biết nhiều về chuyện này thế? Chẳng phải cậu chưa bao giờ làm bố sao? Cái gì mà chưa làm bố? Đây là kiến thức quý giá mà hệ thống đưa ra. Đây là lúc tôi vừa ở bên ngoài lên mạng tìm hiểu kiến thức về phương diện này. Hóa ra là làm bài tập trước. Cậu ta thật sự giống như một ông bố. Lúc này Tô Vũ Phi trên mặt càng tràn đầy cảm động. Hai người chờ tôi một lát, tôi đi ra ngoài mua chút đồ. Nói xong, Diệp Thu liền đi ra ngoài. Khi trở về, Diệp Thu trên tay cầm một phần cháo thịt nạc và hai quả trứng. Diệp Thu rất chu đáo bóc vỏ trứng ra, lại đem từng ngụm thổi nguội cho Tô Vũ Phi ăn. Một bên Trần Thế Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác bị ăn cơm chó. Nhưng tại thời điểm này, một nữ y tá xinh đẹp đẩy một chiếc xe đẩy y tế vào. Ở trong xe đẩy có bốn em bé nằm gọn gàng, tất cả đều ngủ. Hình ảnh rất ấm áp và hài hòa. Anh là bố của những đứa bé sao? Đúng vậy. Đợi cho đến khi những em bé tỉnh lại, nhớ bảo vợ anh cho các em bé bú. Được. Diệp Thu nhìn bốn em bé trên xe đầy, lòng rất vui. Đây đều là máu thịt của anh. Không nói hai lời, Diệp Thu lấy điện thoại ra chụp bức ảnh đầu tiên trong đời cho bốn em bé. Sau đó, Diệp Thu hào hứng chia sẻ ảnh lên vòng kết nối bạn bè và viết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Ôi, dễ thương quá. Mũi và mắt của bốn em bé này đều rất giống với Diệp Thu. Cậu ta cũng khá đẹp trai. Em bé khi lớn lên chắc chắn cũng không tệ. Diệp Thu, Thế Kỳ, hai người cho tôi xem em bé đi. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu tiên nhìn thấy em bé. Phần thưởng, 40% cổ phần của tập đoàn King AC Landing. Cái gì? Tập đoàn King AC Landing, 40% cổ phần. Đây là siêu tập đoàn của thành phố Thượng Hải, và cũng là công ty đại chúng. Cho dù có là trước khi công ty của gia đình tôi phá sản, trước mặt tập đoàn King AC Landing cũng chỉ là đàn em. Hôm nay là ngày Tô Vũ Phi xuất viện. Trong thời gian này Diệp Thu luôn ở bệnh viện chăm sóc Tô Vũ Phi, gần như không rời. Còn các em bé, may mà có Trần Thế Kỳ ở đây, nếu không Diệp Thu căn bản không chăm sóc được. Diệp Thu đặt một chiếc xe, sau đó gia đình 6 người trở về căn hộ thuê của Tô Vũ Phi. Cả năm nay em đã sống ở một nơi như thế này sao? Phải, làm anh chê cười rồi. Ngày xưa Diệp Thu là một thế hệ thứ hai siêu giàu, gia đình sở hữu một số bất động sản ở thành phố Thượng Hải. Còn về tiền, tài sản trị giá hàng tỷ, nhưng anh ấy không được mấy năm. Khi công việc kinh doanh của cha mẹ phá sản, tất cả đều biến thành hư vô. Không sao, sẽ không lâu nữa, chúng ta có thể sống trong ngôi nhà tốt nhất ở thành phố Thượng Hải. Em bé tỉnh rồi, chắc hẳn là đói rồi. Sau đó Tô Vũ Phi liền xoay người cho em bé bú. Lúc này Diệp Thu nghĩ đến chuyện đặt tên cho em bé. Vợ ơi, hay là chúng ta đặt tên cho em bé đi. Sau khi em bé chào đời, đặt tên cho chúng là một việc trọng đại. Được thôi, anh muốn đặt tên cho em bé của chúng ta là gì? Lão đại, lão nhị, lão tứ, đều là con gái. Tại sao chúng ta không gọi là Diệp Thi Hàn, Diệp Văn Nhu, Diệp Tử Vân? Tên của mấy đứa con gái nhỏ không tệ. Vậy con trai thì sao? Lông mi của con trai rất dài, nếu không thì gọi nó là Diệp Đại Tỷ đi. Sao lại thế? Anh đừng đùa nữa. Anh là anh thích con gái hơn con trai sao? Được rồi, không đùa nữa. Về phần con trai, chi bằng gọi là Diệp Thần đi. Hy vọng khi nó lớn lên gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết, có thể bảo vệ các em gái. Diệp Thần, hay, đó sẽ là tên con trai chúng ta. Chồng à, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng vừa mới xuất viện, thân thể của Tô Vũ Phi về mặt vật lý vẫn còn rất yếu. Sau khi Tô Vũ Phi ngủ, Diệp Thu ngồi một mình trong phòng khách. Ngay lập tức âm thanh của hệ thống truyền đến. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đặt tên cho các em bé. Phần thưởng, thưởng cho ký chủ một căn nhà ở Tam Sơn Oan, lời khuyên ấm áp, chìa khóa cửa ở trong túi của ký chủ, giấy chứng nhận bất động sản và các tài liệu liên quan khác đã được đặt trong ngăn kéo phòng khách của căn nhà. Điều này nên nói với Tô Vũ Phi như thế nào đây? Chào chủ tịch Diệp, xin hỏi khi nào anh trở lại công ty để tiếp quản vị trí? Từ khi nào mình lại trở thành chủ tịch vậy? Lẽ nào là hệ thống thưởng cho 40% cổ phần của tập đoàn King AC Landing sao? Có thể chiếm tỷ lệ cổ phần cao như vậy cũng chỉ có ông chủ công ty thôi. Chờ một lát, tôi sẽ tới ngay. Thật xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi. Thằng nhóc này là ai vậy? Cút, thằng nhóc thối, cậu đến nhầm chỗ rồi. Đi ra mau, đó là vị trí của chủ tịch Diệp sẽ đứng. Xin giới thiệu trước, tôi là Diệp Thu, giờ là ông chủ của tập đoàn King AC Landing. Một thanh niên ngoài 20 tuổi lại nói với chúng ta là chủ tịch Diệp. Ông chủ của công ty niêm yết nào mà lại trẻ thế? Coi tất cả chúng ta là những kẻ ngốc sao? Và tại thời điểm này, từ bên ngoài cửa bước vào một cô gái xinh đẹp bước vào phòng họp. Là Dương Băng Tuyết, phó chủ tịch tập đoàn Quân Lâm. Chủ tịch Diệp, đây là hợp đồng 50 triệu đơn hàng của tập đoàn Quân Lâm, mời anh xem qua một chút. Chủ tịch, cô ấy lại gọi cậu ta là chủ tịch. Cái gì? Sao trẻ như vậy mà lại là chủ tịch tập đoàn King AC Landing? Chẳng lẽ cậu ta là một ông chủ mần dấu?
Diệp Thu xem qua hợp đồng một lần, sau khi chắc chắn không có bậy văn bản, anh đã ký vào đó. Sau đó, Diệp Thu nói một số chuyện, rồi rời phòng họp. Đây là ai vậy? Đây là thư ký của ký chủ, tên là Chu Tiểu Phượng. Chị Chu, chủ tịch, anh gọi tôi là Tiểu Phượng là được rồi. Cái này, chị có thể giúp tôi một việc không? Chị chịu trách nhiệm về tài chính của công ty phải không? Chị có thể chuyển cho tôi 5 triệu vào thẻ không? Diệp Thu bây giờ rất thiếu tiền, phần thưởng hệ thống 200.000 thật sự không nhiều lắm. Đặc biệt là khi biết mình có 4 đứa con, cảm giác khủng hoảng về tiền bạc càng trở nên căng thẳng hơn. Và sau khi công ty của bố anh phá sản, gia đình còn nợ 3 triệu đồng. Diệp Thu muốn giúp gia đình trả hết số tiền này. Dù sao không có nợ mới có thể nhẹ nhõm thân. Anh là sếp của công ty, đừng nói là 5 triệu, cho dù là 500 triệu, cũng chỉ cần một câu nói của anh. Nhiều như vậy thì không cần. Đây là số thẻ ngân hàng của tôi, lát nữa gửi tiền vào tài khoản này nhé. Vâng. Alibay thanh toán 5 triệu nhân dân tệ. Vợ ơi, lát nữa anh sẽ đưa em đến một nơi. Bây giờ chìa khóa đã có trong tay rồi. Diệp Thu muốn dẫn Tô Vũ Phi đi xem căn nhà ở Tâm Sơn Oan kia. Nơi nào cơ? Em cứ đi rồi sẽ biết. Nhưng nếu sau đó chúng ta đều đi, em bé ai sẽ chăm sóc? Nghĩ một chút, Tô Vũ Phi gửi một tin nhắn cho bạn thân Trần Thế Kỳ, bảo cô ấy qua nhà giúp chăm sóc em bé. Diệp Thu, đây, anh đưa em đến đây làm gì vậy? Tô Vũ Phi ngây người. Tâm Sơn Oan là tòa nhà nổi tiếng nhất ở thành phố Thượng Hải. Căn nào cũng có giá ít nhất vài trăm triệu. Vợ à, anh đã mua một căn hộ ở đây, nhưng anh vẫn chưa đến xem. Sao cơ? Anh có nhà ở Tâm Sơn Oan? Đi thôi, chúng ta vào xem. Người đó hình như là bạn trai cũ bị phá sản của em thì phải. Anh yêu, anh không bị lóa mắt đấy chứ? Làm sao tên khốn đó có thể sống được ở đây? Một căn nhà của Tâm Sơn Oan này ít nhất cũng phải 300.000 nhân dân tệ. Đây là nơi mà chỉ những người giàu nhất trong thành phố Thượng Hải mới có thể ở được. Diệp Thu và Tô Vũ Phi đi vào biệt thự, bước vào tầm mắt là một cái sân lớn. Sân rất rộng, thích hợp cho trẻ chơi khi lớn lên. Mở cửa ra là một đại sảnh rộng rãi và sang trọng. Đồ gia dụng và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác đều có sẵn. Tất cả mới hoàn toàn, và diện tích cũng rất lớn, hơn 400m². Đây có phải là sản phẩm Tâm Sơn Oan huyền thoại không? Nó thực sự quá độc đáo. Vợ à, nếu em thích, mấy ngày này chúng ta sắp xếp thời gian chuyển đến đây đi. Nhưng, trên mạng không phải nói là nhà mới tốt nhất là thông gió một năm mới có thể ở sao? Nếu không hàm lượng formaldehyde quá cao, rất dễ bị bệnh bạch cầu. Cái này em yên tâm, ngôi nhà này đã được cải tạo được 3 năm rồi, không cần lo lắng về vấn đề formaldehyde vượt quá tiêu chuẩn. Vậy thì tốt quá, vậy thì ngày mai chúng ta chuyển đến đây đi. Một ngày sau, với sự giúp đỡ của Trần Thế Kỳ, gia đình 6 người Diệp Thu đã chuyển thành công đến nhà mới. Tuyệt quá, sản phẩm Tâm Sơn Oan trong truyền thuyết quá là tuyệt vời. Hu hu, khi nào tôi mới có thể sống trong một ngôi nhà tốt như thế này? Cái tên này, nhà cậu ta làm gì thế? Lẽ nào là ông chùm? Thế Kỳ, cậu ở lại ăn trưa đi. Hôm nay không được, lát nữa tôi còn có việc, để hôm khác đi. Vậy cũng được. Sau khi Trần Thế Kỳ đi, trong phòng liền vang lên tiếng khóc của em bé. Em bé tỉnh rồi, nhìn đứa thứ hai và đứa thứ ba đang khóc. Tô Vũ Phi và Diệp Thu vội vàng ôm hai đứa đang khóc vào phòng khách. Lão Tam trong lòng Diệp Thu vẫn đang khóc. Lẽ nào thằng nhỏ này cũng đói rồi? Chồng à, anh chạm vào tã của lão Tam xem có bị ướt không? Nếu có cảm giác nặng nề, có nghĩa là anh cần thay một cái khác. Thật sự bị em đoán trúng rồi, anh thay cho lão Tam một cái mới đi. Làm thế nào để thay? Anh chưa bao giờ thay tã trước đây. Ngay lúc này, có tiếng chuông hệ thống. Ký chủ cần thay tã cho em bé. Phần thưởng kỹ năng chăm sóc em bé. Điều này cũng phải kích hoạt hệ thống sao? Hệ thống này cũng quá chu đáo rồi. Sau đó một luồng kiến thức tràn vào đầu của Diệp Thu. Trong nháy mắt Diệp Thu đã trở thành ông bố hàng đầu. Diệp Thu thành thạo lấy một tấm tã khô mới, nhanh chóng thay cho lão Tam. Một bên, Tô Vũ Phi hơi bị sốc. Chồng ơi, trước đây anh đã từng thay tã cho những đứa trẻ khác rồi sao? Không có, thay tã đơn giản như vậy, nhìn là hiểu ngay. Chồng à, em muốn bàn với anh một việc. Việc gì thế? Sao chúng ta không thuê một bảo mẫu? Thật sự quá phiền phức khi chăm sóc cho 4 đứa trẻ. Và anh cũng phải đi làm. Đến lúc đó, ai nói anh phải đi làm? Lẽ nào không đúng sao? Trong mắt Tô Vũ Phi cho dù Diệp Thu có tiền, chắc cũng phải làm việc. Nhưng Diệp Thu đối mặt với nghi vấn của Tô Vũ Phi, không thú nhận mình là ông chủ của tập đoàn King AC Landing. Dù sao thì tập đoàn King AC Landing cũng là tập đoàn hàng đầu. Diệp Thu định đợi tình cảm ổn định lại một chút mới từ từ nói cho Tô Vũ Phi. Đến lúc đó cho Tô Vũ Phi một bất ngờ lớn. Thực ra hiện tại anh vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa chính thức bắt đầu làm việc. Hơn nữa, công việc không quan trọng bằng em bé của chúng ta. Trong lòng anh có phải em bé quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác không? Tất nhiên rồi. Được, vậy em hỏi anh, em bé quan trọng hay em quan trọng hơn? Đương nhiên là vợ quan trọng nhất. Và còn, vợ anh cũng là em bé của anh. Em đã là mẹ rồi, anh còn gọi em là em bé. Trong trái tim anh, em sẽ luôn là một em bé. Lúc này, con thứ ba trong vòng tay của Diệp Thu lại khóc. Chỉ thấy lão Tam đang khóc trong lòng, thậm chí còn dùng bàn tay nhỏ bé cào tới cào lui ở ngực Diệp Thu. Đưa em bé cho. Vừa đưa tay ra, tiếng khóc của em bé khác lại vang lên trong phòng. Chồng ơi, trong tủ lạnh còn có mấy túi sữa hôm qua em vắt ra. Anh lấy chai đóng sữa vào cho lão Tam uống đi. Khi sữa của mẹ đã đủ và thừa ra, có thể đóng gói sữa thừa vào túi bảo quản và để trong tủ lạnh để bảo quản.
Bằng cách này, khi trẻ muốn uống sữa mẹ cùng một lúc, có thể lấy ra dùng khẩn cấp. Sau khi nói xong với Diệp Thu, Tô Vũ Phi vội vàng chạy vào phòng ngủ. Diệp Thu lấy sữa mẹ trong tủ lạnh ra. Sữa mẹ này đã được làm lạnh rồi. Làm thế nào để cho bé uống ngay lập tức? Có rồi. Bảo bối của bố, đừng khóc, bố sẽ cho con bố ngay lập tức. Diệp Thu đổ sữa mẹ vào bình sữa, sau đó cho chai sữa vào nước nóng đã chuẩn bị trước để ngâm. Đậy nắp có thể làm cho bình sữa nóng nhanh hơn. Được rồi, bây giờ chỉ cần đợi chai sữa mẹ ấm lên là được. Chồng ơi, bên này anh thế nào rồi? Chồng à, anh thông minh quá, lại có thể nghĩ ra cách này. Để anh xem nhiệt độ thế nào rồi. Chồng, anh. Cảnh này khiến mặt của Tô Vũ Phi đỏ bừng vì xấu hổ. Điều này khiến Tô Vũ Phi cảm thấy kỳ, có một cảm giác không thể diễn tả được. Nhiệt độ này ổn rồi. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên cho em bé bú. Thử một chiếc Posi 918 SPI đi. Lời khuyên ấm áp. Xin ký chủ vui lòng đến cửa hàng Porsche 4S gần nhất trong vòng 3 ngày để lấy xe. Porsche 918 SPI đi. Đây là một chiếc xe sang trọng trị giá hơn 10 triệu tệ. Phần thưởng của hệ thống này cũng quá vô nhân tính rồi. Lúc này, lão Tam bú xong liền ngủ thiếp đi. Diệp Thu ôm lão Tam trở về phòng ngủ. Vợ. Buổi trưa muốn ăn gì? Anh đi mua cho em. Bây giờ Tô Vũ Phi vẫn đang phải ở cữ. Ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, Diệp Thu cũng sẽ cố gắng thỏa mãn khẩu vị của cô. Chồng, em muốn ăn sườn chua ngọt. Sườn chua ngọt, được, anh sẽ đi chợ mua sườn. Lát nữa về làm cho em. Em chăm sóc em bé nha, anh sẽ quay lại sớm. Vâng chồng. Rời khỏi biệt thự, Diệp Thu thấy hiện tại không có camera giám sát nào. Quyết định đến đại lý Porsche 4S trước. Mang về một chiếc Porsche 918 SPI đi phần thưởng của hệ thống. Diệp Thu. Diệp Thu sao lại là anh? Thằng nhóc này làm gì ở đây vậy? Hay là muốn mua bọt trơ? Nghĩ nhiều rồi. Tên khốn này bây giờ cho dù là làm cả đời cũng không thể mua được một cái lốp của xe bọt trơ. Vậy thì làm các người thất vọng rồi. Tôi đến đây chính là để lấy xe. Cười chết mất. Đây là cửa hàng xe sang bọt trơ. Anh đã nghe ai nhắc đến bọt trơ chưa? Hay là anh tưởng là xe đạp? Xin chào, anh muốn mua xe hay là... Tôi là chủ sở hữu của chiếc Porsche 918 City. Bây giờ tôi tới lấy xe. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Làm sao anh ta có thể là chủ sở hữu của chiếc Porsche 918 City? Đây là chiếc xe đắt nhất trong cửa hàng. Thưa anh, xin vui lòng đợi bên này một chút. Tôi cần gọi người quản lý của chúng tôi ra để xác nhận. Được. Nó có vị không tệ. Bây giờ tôi cuối cùng cũng biết tên ngốc này tại sao lại ở đây rồi. Mọi người xem đi. Có người cố tình đến cửa hàng để ăn uống. Cái quái gì? Cái gì mà ăn uống? Đây không phải là đồ ăn miễn phí trong cửa hàng sao? Cô ta đang nói gì vậy? Cô ơi, cô nói ai đang ăn uống trong cửa hàng? Chính là anh ta. Thưa anh, đây là cửa hàng xe Porsche. Nếu anh tới đây không có việc gì, xin vui lòng ra ngoài cho. Xin lỗi, tôi đến đây để lấy xe. Lấy xe? Nói dối không biết ngượng mồm. Anh có đủ tiền mua một chiếc Porsche không? Sợ là tôi sẽ làm cô thất vọng. Tôi không chỉ có thể mua được một chiếc Porsche, hơn nữa tôi mua còn là Porsche 918 City. Cái gì cơ? Lẽ nào Porsche 918 Civic đắt lắm sao? Giá rẻ nhất là 13 triệu. Cậu không chỉ bị phá sản mà còn mắc nợ hàng triệu tệ. Chắc là không thể trả nổi những gì vừa ăn. Bảo vệ, còn chưa đuổi gã này ra khỏi đây. Thưa anh có 3 giây để ra khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ đuổi anh ra ngoài. Cậu bị mù à? Đây là vị khách quý nhất trong cửa hàng của chúng ta. Chủ nhân của chiếc Porsche 918 Civic. Cái gì? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Đều tại tôi có mắt mà không thể thái sơn. Đến phòng tài chính nhận lương tháng này của cậu. Ngày mai đừng đến làm việc nữa. Anh Diệp, nhân viên không hiểu lễ nghĩa. Tôi thay mặt xin lỗi anh. Hy vọng anh không để bụng. Đây là chiếc vỏ chơi anh mua ở cửa hàng này. Các thủ tục liên quan chúng tôi đã xử lý xong cho anh rồi. Lát nữa anh trực tiếp lái đi là được rồi. Wow, chiếc xe này đẹp quá. Chiếc xe này lái trên đường chắc phải có tốc độ rất cao phải không? Được, vậy tôi trực tiếp lái đi đây. Quản lý, tên này là bạn trai cũ của tôi. Tôi biết rõ khả năng chi tiêu của anh ta. Anh ta căn bản không thể mua được một chiếc Porsche đắt tiền như vậy. Có lẽ anh ta chỉ là hàng giả. Đây không phải là chiếc xe anh ta mua. Xin lỗi, đây thực sự là chiếc xe thể thao của anh Diệp này. Chúng tôi đã xác minh danh tính từ lâu rồi, không thể nhầm được. Xin vui lòng nhường chỗ, anh chặn lối của tôi rồi. Cứ như vậy, Diệp Thu lái chiếc Porsche đi mua thức ăn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau khi mua đồ ăn, Diệp Thu trở về nhà, nhìn thấy Tô Vũ Phi tay chân bận rộn trong bốn đứa trẻ. Chồng à, bốn đứa bé đều phải uống sữa. Anh đi làm nóng sữa mẹ trong tủ lạnh nhé. Được, em đợi chút. Vợ à, để anh làm cho. Anh ôm lão đại khóc to nhất trên giường. Khi đại bảo điên cuồng mút sữa mẹ, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên cho đại bảo bú. Phần thưởng, kỹ năng nấu ăn. Rồi một luồng kiến thức tràn vào đầu anh. Hệ thống này quá mạnh. Nhưng lần trước không phải đã thưởng rồi sao? Hệ thống, lần trước ký chủ cho ăn đối tượng là lão Tam. Cho mỗi em bé bú lần đầu tiên đều có thể nhận được phần thưởng. Cái này, cho em bé bú thôi mà cũng thú vị như vậy à?
vẫn còn có thể được hai lần nữa. Cho ăn xong sữa, Diệp Thu nhẹ nhàng đặt Đại Bảo lên giường. Các em bé đang dần ngủ. Vợ ơi, anh đi làm cơm chưa trước đã? Vâng, Vũ Phi, Thế Kỳ, cậu đến rồi. Tôi mang cho cậu ít hạt sen từ quê nhà. Nghe nói bà bầu nên ăn loại thuốc bổ đặc biệt này. Cậu có thể dùng để nấu súp hoặc ăn sống đều được. Cảm ơn cậu. Phải rồi, cậu ăn trưa chưa? Vẫn chưa, tôi vừa từ quê lên. Vậy thì ở lại ăn trưa đi. Vũ Phi, chồng cậu còn biết nấu ăn sao? Đúng vậy, bây giờ tôi đang ở cữ. Cho nên bây giờ một ngày ba bữa đều là anh ấy phụ trách cho tôi. Đúng rồi, Vũ Phi, tôi vừa nhìn thấy một chiếc Porsche khi tôi vào khu phố. Chiếc xe đó đẹp lắm. Không phải chỉ là một chiếc Porsche sao? Nhưng chiếc Porsche đó có chút khác biệt. Tôi thấy đằng sau chiếc Porsche đó có chữ 918 Civic. Nghe nói phải tốn 20 triệu mới có thể mua được. 20 triệu, nhờ đó thực sự hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Lúc này, tôi ở trong bếp nghe thấy hai người trò chuyện. Không nhịn được cười, chắc chắn sẽ ngạc nhiên hơn nếu tổ Vũ Phi biết chiếc xe này là của chồng cô. Bởi vì đã có được kỹ năng nấu ăn của thần thánh, Diệp Thu nấu ăn rất giỏi. Sau một thời gian ngắn đã làm được vô số món ăn. Ra ngoài ăn cơm đi, ngon quá, cậu nấu món gì vậy? Cái này, anh đã làm tất cả sao? Anh tự làm những thứ này đấy. Em mau thử đi. Chồng à, có vẻ như kỹ năng nấu ăn của anh đã tiến bộ rồi. Cô, thấy thế nào? Cái này cũng quá ngon rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn món sườn chua ngọt ngon như vậy. Xem những gì cô nói. Lẽ nào trước đây cô chưa từng ăn sườn chua ngọt? Trần Thế Kỳ của thật chưa từng ăn qua món ăn ngon như vậy. Sau tất cả đây là món ăn tuyệt vời nhất. Sau một lúc tất cả các món ăn trên bàn đã được ăn hết. Ngay cả cái đĩa cũng phản chiếu ánh sáng. Tôi no quá. Tôi cũng vậy, lần đầu ăn no như vậy. Bụng đã căng lên rồi. Đúng rồi chồng, tại sao anh không di chuyển nữa? Em xem còn phần của anh không? Cái này, tôi đi rửa chén trước nhé. Vợ ơi, anh muốn ăn em. Ăn em, ý anh là sao? Bây giờ vẫn chưa được. Bác sĩ có nói với em là vì em sinh thường, phải mất ít nhất 2 tháng để phục hồi, chúng ta mới có thể làm điều đó. Tất nhiên là anh biết, anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi. Trong 3 tháng qua, Diệp Thu ngoại trừ thỉnh thoảng đến công ty, hầu hết dành thời gian ở nhà với con cái và Tô Vũ Phi. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Diệp Thu, Tô Vũ Phi sau sinh hồi phục rất tốt, thân hình cũng rất cao ráo và đẹp, hệt như lúc đầu. Không có chút nào thể hiện Tô Vũ Phi là mẹ 4 con. Vợ à, em đang làm gì vậy? Chồng, em xin nghỉ thai sản 3 tháng rồi, hôm nay phải đi làm rồi. Không được, anh có thể nuôi được mẹ con em. Em cứ ở nhà và tận hưởng đi. Diệp Thu bây giờ là ông chủ của tập đoàn King Landing, giá trị hàng chục tỷ vẫn còn đó. Đương nhiên Tổ Vũ Phi cũng không biết Diệp Thu là thân phận của ông chủ tập đoàn King Landing. Cô chỉ biết Diệp Thu là thế hệ thứ hai, gia đình giàu có. Đây là những gì Diệp Thu đã nói với cô trước đây. Nhưng mà, nếu không đi làm, tương lai sẽ bị mẹ chồng từ chối. Và em cũng phải có trách nhiệm nuôi 4 đứa con của chúng ta. Một câu nói làm cho Diệp Thu cười khổ. Tô Vũ Phi vẫn chưa gặp bố mẹ chồng, bắt đầu lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hơn nữa, em nghĩ phụ nữ cũng nên có một sự nghiệp của riêng mình, không thể luôn đưa tay vào tiền anh. Giờ cũng ổn rồi, bản thân em sẽ cảm thấy xấu hổ. Cho dù em có đi làm, ở nhà không phải còn có anh sao? Trong mắt Tô Vũ Phi, Diệp Thu một mình có thể chăm sóc tốt 4 em bé. Cứ như vậy Tô Vũ Phi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Công ty mà Tô Vũ Phi làm việc tên là tập đoàn Holy, là một công ty niêm yết, lợi ích không tệ. Một ngày làm việc 7 tiếng, nghỉ cuối tuần. Chính vì công việc khá dễ dàng, Diệp Thu mới đồng ý cho Tô Vũ Phi đi làm. Ngay lúc này, điện thoại của Diệp Thu đổ chuông. Mẹ à, sao vậy? Con trai, dạo này thế nào rồi? Bố của con và mẹ dự định sẽ về nước trong vài ngày nữa. Vì lý do trốn tránh chủ nợ, bố mẹ Diệp Thu thời gian này vẫn sống ở nước ngoài. Tất nhiên, với sự giúp đỡ của Diệp Thu, hàng triệu khoản nợ do phá sản đã được trả hết từ lâu rồi. Bây giờ trong lòng Liễu Nham, Diệp Thu chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bà, là thiên tài giao dịch chứng khoán. Diệp Thu lừa bố mẹ mình là tiền kiếm được từ đầu tư cổ phiếu. Nếu không, rất khó để giải thích lý do tại sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn. Tốt quá, khi mẹ và bố về con sẽ cho mẹ thêm một bất ngờ nữa. Con trai à, sao bên kia lại có tiếng khóc của trẻ con? Không phải con đã có con đấy chứ? Vâng, con có con rồi. Tôi là bà ngoại rồi. Con trai, bố con ở đây. Nghe nói con đã sinh con rồi. Ở đâu? Cho chúng ta xem đi. Đây, hai người xem đi. Sinh tư. 3 cô gái và 1 chàng trai. Có con trai thì tốt, có nam có nữ. Điều này quá hạnh phúc. Không hổ thẹn là con trai của Diệp Thiên Hùng ta. Sau khi Diệp Thu nói chuyện điện thoại với bố mẹ, liền đi nấu ăn cho mình và 4 đứa con. Trong nháy mắt, đã 5 giờ chiều. Tô Vũ Phi tươi cười trở về nhà. Bạn thân Trần Thế Kỳ cũng về cùng cô. Nhìn rất chán nản, trên mặt có vẻ hơi mệt. Thế Kỳ, sao thế? Hôm nay tôi đến tập đoàn Thiên Duyệt phỏng vấn. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này, tôi đã mất 1 tuần. Nhưng cuối cùng vẫn không qua. Đây là lần thứ 3 tôi phỏng vấn thất bại rồi. Nếu không tìm được việc làm, tôi sẽ chết đói. Tất nhiên, chắc chắn không đến mức chết đói. Nhưng không có tiền thì đúng là rất buồn. Bây giờ là đầu năm, cái gì cũng cần tiền. Trần Thế Kỳ đã hơn 1 tháng không đi làm, không khỏi lo lắng. Chuyện này, hay là đến công ty tôi xin thử xem.
Công ty của tôi nghe nói vẫn còn nhiều vị trí trống. Tập đoàn Holy sao? Tôi không chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc. Chắc chắn họ sẽ không muốn tôi. Lúc này Diệp Thu từ trong phòng đi ra. Cô học chuyên ngành gì ở trường đại học? Tôi học ngành quản trị kinh doanh. Không có tác dụng gì cả. Ra ngoài không dễ tìm việc làm. Quản lý phải không? Được rồi, tôi nghe nói tập đoàn King Landing đang tuyển dụng quy mô lớn. Có lẽ cô có thể thử. Tập đoàn King Landing. Tập đoàn King Landing là công ty đại chúng nổi tiếng nhất của thành phố Thượng Hải. 10 công ty hàng đầu của Trung Quốc. Trạng thái tương đương với Wonder. Giá trị thị trường có thể cạnh tranh với Peguni. Cậu cũng quá coi trọng tôi rồi. Tôi chỉ là người bình thường. Cậu bảo tôi đi phỏng vấn ở King Landing. Các công ty như tập đoàn King Landing yêu cầu điểm tuyển dụng tối thiểu là 985. Là nhân tài. Là những sinh viên tốt nghiệp. Tôi lấy gì để so sánh với những học sinh tài năng này? Bây giờ tìm việc ngày nay người ta chỉ coi trọng trình độ học vấn, không có năng lực. Xin lỗi. Nếu không có bước đệm để lấy được bằng cấp, có năng lực đi nữa thì cũng sẽ bị chôn vùi trong biển người. Tất nhiên cũng không phải tất cả. Người có năng lực tự nhiên sẽ thành công. Nhưng thực tế thật tàn nhẫn. Ai nói chỉ cần học sinh giỏi? Tôi là chủ tịch tập đoàn King Landing. Sao tôi không biết có chuyện này? Trình độ học vấn cao, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn. Nhưng tập đoàn King Landing cũng có nhân viên có trình độ học vấn bình thường. Nhân viên bình thường cũng có không ít. Tôi nghe nói tập đoàn King Landing gần đây đang tuyển một giám đốc quan hệ công chúng. Chuyên ngành quản lý mà cô học tình cờ lại rất phù hợp. Có lẽ cô có thể thử. Quên đi, chắc chắn không thể phỏng vấn được. Giám đốc quan hệ công chúng đã là nhân viên cấp trung và cấp cao rồi. Một người bình thường nhất định không có cơ hội. Nếu thành công thì sao? Cô không thử thì làm sao biết được kết quả? Hơn nữa tôi nghe nói tập đoàn King Landing tập trung đào tạo nhân tài. Do đó, yêu cầu tuyển dụng của giám đốc quan hệ công chúng chỉ là bắt đầu từ đại học cơ sở. Đại học cơ sở? Không phải chứ, yêu cầu thấp như vậy sao? Đúng, vì vậy cô thực sự có thể thử nó. Được, ngày mai tôi sẽ đi thử. Cảm ơn cậu, Diệp Thu. Không có gì. Thế Kỳ, tối nay ở lại ăn tối đi. Tôi vừa mới mua đồ ăn. Được thôi, lại có thể được nếm tay nghề của đầu bếp Diệp rồi. Đi vào bếp, Diệp Thu lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho thư ký Chu Tiểu Phượng. Tiểu Phượng, hai ngày này sẽ có một cô gái tên là Trần Thế Kỳ đến phỏng vấn giám đốc quan hệ công chúng. Cô sắp xếp cho cô ấy thông qua nhé. Cô gái này có quan hệ gì với chủ tịch Diệp? Tại sao chủ tịch lại muốn mở cửa sau cho cô ấy? Chẳng lẽ là tình nhân của chủ tịch? Vâng, chủ tịch. Anh đang làm gì vậy? Anh đang nhổ cây giống để thúc đẩy sự phát triển. Con trai, khi con lớn lên, nhớ cảm ơn bố con nhé. Nếu không kéo nó ra, khi con nó lớn lên, nó sẽ bị ngắn. Được rồi, anh mà nghịch nữa sẽ hỏng đấy. Đi thôi, chúng ta đưa em bé ra ngoài đi chơi. Được, đi thôi. Vừa bước vào trung tâm mua sắm thì có một bài hát quen thuộc. Đây chẳng phải là hộp sắt bán đảo của Châu Kiệt Luân sao? Diệp Thu vừa nói xong, trong đầu liền truyền đến giọng nói của hệ thống. Em bé nghe bài hát, thưởng cho kiến thức âm nhạc các thần. Trong nháy mắt một luồng kiến thức tràn vào não Diệp Thu. Diệp Thu nhanh chóng tiếp thu kiến thức. Diệp Thu cảm thấy mình đã trở thành đại sứ âm nhạc. Kiến thức của anh ấy về tất cả các khía cạnh của âm nhạc có thể đánh bại tất cả các chuyên gia âm nhạc. Khả năng sáng tác của anh ấy, khả năng thanh nhạc cũng là hàng đầu thế giới và thành thạo tất cả các nhạc cụ trên thế giới. Bây giờ tất cả các bài hát đều giống như trò trẻ con trong mắt Diệp Thu. Lúc này Diệp Thu cảm giác cổ họng mình có thứ gì đó bị kẹt. Dây thanh quản đang được cải tạo. Cải tạo thành công. Vợ ơi, sao vậy? Không có gì. Lúc này giọng nói của Diệp Thu đã thay đổi. Nhưng ngoài bản thân thì người khác không thể nhận ra sự thay đổi. Đúng rồi chồng, chúng ta mua cho bé máy lon sữa bột đi. Bây giờ nhu cầu của em bé ngày càng lớn. Em đã thiếu nguồn cung rồi. Chỉ cần mua máy lon sữa bột 1 cân là được rồi. Được, 4 cái miệng đang chờ được cho ăn. Ngay cả bò cũng không chịu nổi. Đây là những nhãn hiệu sữa bột gì vậy? Sao lại thế? Thế giới song song đều hoạt động như vậy sao? Diệp Thu thấy những mức giá này thấp, sữa bột có tên lạ, đều trực tiếp bỏ qua. Dù sao cũng có điều kiện kinh tế, tất nhiên phải mua những thứ tốt nhất cho bé. Chọn một số sữa bột chất lượng tương đối cao, dù sao nhãn hiệu lớn vẫn an toàn hơn. Thưa cô, xin hỏi. Trời ơi, sinh tư. Xin chào, xin hỏi loại sữa bột này bao nhiêu tiền? Giá của lon sữa bột này là 1.300 tệ, thương hiệu lớn nhập khẩu từ nước ngoài. Rất nhiều em bé thích uống loại này. 1,3 một lon. Loại nhãn hiệu sữa bột này có bao nhiêu lon? Đúng vậy, chắc là có 10 mấy lon thì phải. Được, tôi muốn tất cả. Chồng, anh mua nhiều như vậy. Ăn có hết không? Chắc chắn rồi. Chỉ có 10 mấy lon. Hơn nữa nhà chúng ta có 4 đứa, sẽ sớm ăn hết thôi. Vậy được. Thưa anh, tổng cộng là 18.200 tệ. Vâng. Đã thanh toán. Nhiều sữa bột như vậy, chúng ta mang về kiểu gì? Thưa cô, bên này chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Và không cần phải tính thêm phí. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ nhà là được rồi. Sản phẩm của Tam Sơn Oan. Các bạn xem phim chú ý. Bộ phim này được dịch bởi GZ Sub. Nhìn review hoặc dịch chuyện không hay là một tên ăn trộm video, không phải tài khoản phụ của mình.
Các bạn xem phim chú ý nhìn kênh mình đang xem nhé. Có lẽ là do có được kỹ năng âm nhạc cấp thần thánh. Bài hát này nghe rất bình thường trong tai Diệp Thu. Kết thúc bài hát, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay lồng nhiệt. Cảm ơn anh trai này đã mang đến bài hát. Tiếp theo còn ai muốn hát nữa không? Dù hát thế nào, cuối cùng sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Tất nhiên, ban giám khảo cho điểm càng cao, phần thưởng sẽ càng hào phóng. Một công ty để nâng cao nhận thức của mình, vì thế đã lên kế hoạch cho chương trình này. Lúc này khán giả không ai trả lời, mọi người đều không dám lên hát, sợ hát không hay. Mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn, nhưng mặt mũi quan trọng hơn. Ngay lúc này, Diệp Thu bước lên sân khấu dưới sự khích lệ của Tô Vũ Phi. Quý ông đây, hãy cầm lấy mic, hãy bắt đầu chương trình của bạn. Các em bé trong xe đầy cũng đang cười, như thể đang cổ vũ cho Diệp Thu. Trên sân khấu, Diệp Thu ho một cái, nhưng trong đầu vẫn còn đang nghĩ nên hát bài gì. Trong thế giới song song này, các tác phẩm giải trí đã được thay đổi ngẫu nhiên. Ví dụ như Hộp Sắt Bán Đảo của Châu Kiệt Luân vẫn tồn tại trên thế giới này. Trong khi đó, Ngày Nắng đã không còn nữa. Chẳng mấy chốc, tên của một bài hát đã xuất hiện trong đầu của Diệp Thu. Đây là một bài hát mà Diệp Thu muốn hát cho Tô Vũ Phi nghe. Và bài hát này không tồn tại trên thế giới này. Ngoài Diệp Thu ra, chưa ai từng nghe qua. Xin hỏi, bạn cần đặt phần đệm của bài hát nào? Tôi không cần đệm. Cảm ơn. Trên thực tế, có đệm chắc chắn là tốt nhất. Chỉ là thế giới này không có bóng bay tỏ tình, tất nhiên sẽ không tồn tại đệm. Nếu có thể, cho tôi mượn một cây guitar. Cảm ơn. Sau đó, Diệp Thu cầm lấy mic dưới ánh mắt chờ mong của mọi người. Nhìn Tô Vũ Phi dưới sân khấu, mỉm cười. Bóng bay tỏ tình, dành cho người yêu của tôi, cho đêm tuyệt vời này. Trong nháy mắt, cảm xúc của toàn bộ khán giả đều dâng trào. Nhắm mắt lại và lắng nghe. Hát đến đây, tiếng guitar trên tay Diệp Thu đột nhiên vang lên cao độ. Mọi người đều biết điệp khúc đã đến. Diệp Thu hát xong câu cuối cùng, từ từ đặt cây đàn xuống, nhìn chiều mến Tô Vũ Phi dưới sân khấu. Tô Vũ Phi cũng chiều mến nhìn Diệp Thu, nhưng trong mắt cô ấy lại hiện ra những giọt nước mắt. Rất cảm động. Nghĩ kỹ lại thì, bắt đầu từ khi sinh 4 đứa con, Diệp Thu mỗi ngày đều ở bên cạnh cô ấy. Nó mang lại cho cô cảm giác giống như lời bài hát đã nói kể từ ngày hôm đó. Ngọt ngào tình cảm, và khoảnh khắc này, Tô Vũ Phi trong lòng rất hạnh phúc. Cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Ngay sau đó, dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lúc này, điểm tối đa là 10 điểm, nhưng ban giám khảo lại đưa ra đánh giá tới 100 điểm. Kể vậy, cứ đi thử xem sao. Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn. Xin chào, tôi muốn. Tôi biết rồi, tên cô là Trần Thế Kỳ phải không? Đây là cô gái mà Diệp chủ tịch nhắc tới sao? Cũng không đẹp bằng tôi. Cô đã vượt qua cuộc phỏng vấn rồi, ngày mai có thể đến làm việc. Cái gì? Ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không xem sao? Ít nhất hãy hỏi một cách tượng trưng. Đây là đơn đăng ký của cô. Cô điền vào đi. Trần Thế Kỳ vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí không thể tin được. Sau khi xác nhận nhiều lần liền điền vào đơn. Ngày mai cô có thể đến làm việc rồi. Vâng. Sau khi Trần Thế Kỳ rời văn phòng, không thể tin được là mình đã vượt qua cuộc phỏng vấn như thế này. Quá dễ dàng và suôn sẻ. Trần Thế Kỳ hoài nghi là có người ở sau lưng giúp mình. Nhưng đó là ai? Lẽ nào là Diệp Thu? Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của Trần Thế Kỳ. Sau khi vượt qua phỏng vấn, việc đầu tiên nghĩ đến là gọi điện thoại cho bạn thân Tô Vũ Phi. Vũ Phi, tôi vừa được thông qua phỏng vấn của tập đoàn Kim Lan Ninh rồi. Vậy tốt quá rồi. Chúc mừng nhà Thế Kỳ. Nếu mà nói, con phải cảm ơn Diệp Thu nữa. Sau một vài câu chuyện nhỏ, Trần Thế Kỳ liền đề nghị mời họ ăn cơm. Dù sao cũng là công việc mà Diệp Thu giới thiệu cho cô ấy. Được, cứ như vậy nhé. Chồng ơi, Thế Kỳ đã phỏng vấn thành công rồi. Vậy thì tốt rồi. Thế Kỳ nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Hay là anh đi đi, em ở nhà trông con. Muốn để anh đi ăn tối một mình với bạn của em. Tất nhiên, chả nhẽ em lại không tin Thế Kỳ sao? Hay thôi, để anh ở nhà chăm sóc em bé đi. Vậy như này, chúng ta đừng đi nữa. Như vậy có sao không? Không sao đâu, em sẽ gọi cho cô ấy. Đang chuẩn bị gọi điện thoại, Trần Thế Kỳ lại xách một đống nguyên liệu đi vào. Thế Kỳ, không phải cậu nói muốn đến khách sạn ăn cơm sao? Lúc đó tôi hơi thiếu cân nhắc. Hai người có thể mang theo 4 đứa bé ra ngoài sao? Vì vậy, tôi đã mua một số món ăn ngon đến nhà hai người. Dù sao Diệp Thu làm đồ ăn cũng không tệ hơn khách sạn bên ngoài. Diệp đầu bếp, lần này lại làm phiền cậu rồi. Đây là coi tôi thành đầu bếp độc quyền sao? Nấu ăn cũng rất mệt đấy biết không? Thế Kỳ, sao cậu mua nhiều đồ ăn thế? Sẽ làm anh ấy mệt đấy. Ai ra, bảo vệ chồng mình quá ha. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thu đã đến nhà bếp bận rộn. Nhưng mà hai người bọn họ lại ở phòng khách nói cười cười. Ngay lúc này Trần Thế Kỳ nghĩ đến hôm nay thông qua phỏng vấn thuận lợi như vậy. Vì vậy muốn nói ra suy đoán của mình với Tô Vũ Phi.
Đúng rồi, Vũ Phi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Cậu biết gì về gia đình Diệp Thu? Tô Vũ Phi có chút bối rối. Trên thực tế, cô ấy thực sự không biết nhiều. Thế Kỳ, sao cậu lại hỏi vậy? Cậu biết không, buổi phỏng vấn của tôi hôm nay nó quá thuận lợi. Sau đó thì sao? Không có sau đó, tôi liền được nhận luôn. Tôi nghi ngờ có ai đó đằng sau đang giúp tôi, mà người này chính là Diệp Thu. Nghe thấy vậy, Tô Vũ Phi bày tỏ suy nghĩ của mình. Mặc dù sự việc có chút trùng hợp, nhưng hẳn là không liên quan gì đến Diệp Thu. Dù sao Diệp Thu vẫn luôn yêu cô. Hơn nữa tư duy của Tô Vũ Phi không phức tạp như đối phương. Cô nghĩ tương đối đơn giản. Điều tôi muốn nói là, cũng có thể có khả năng Diệp Thu chính là ông chủ của tập đoàn Kinh Lan Đinh. Thế Kỳ, cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Diệp Thu đã nói với tôi, anh ấy tạm thời chưa có việc làm. Ngoài ra, nếu anh ấy có việc làm, anh ấy còn có thời gian ở nhà mỗi ngày để chăm sóc con sao? Cũng có lý. Trần Thế Kỳ nghe thấy vậy, nhưng nghi ngờ trong lòng hoàn toàn bị xóa bỏ. Một người đàn ông ở nhà cả ngày với con, làm sao có thể là ông chủ của tập đoàn có giá trị thị trường hàng tỷ? Có lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp. Sau vài câu chuyện, Diệp Thu liền gọi họ đến ăn cơm. Trên bàn ăn, Diệp Thu và Tô Vũ Phi đút cho nhau ăn thức ăn trước mặt Trần Thế Kỳ. Lại một lần nữa Trần Thế Kỳ được ăn cơm chó. Chưa ăn được bao nhiêu đã phải ăn no cơm chó rồi. Hai người thân thiết trước mặt tôi như vậy, nếu chỉ có hai người thì còn đến mức nào nữa? Muốn biết không, tối nay ở lại, tôi sẽ cho cô cảm nhận. Sau khi ăn, Trần Thế Kỳ nhất quyết muốn tự mình đi bộ về. Không lâu sau đó bên ngoài trời bắt đầu mưa. Một cô gái trong đêm lớn tự mình về nhà. Điều này khiến Tô Vũ Phi trong lòng có chút không yên tâm. Chồng ơi, hay là anh lái xe đưa Thế Kỳ về đi? Được. Diệp Thu, lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Con trai tôi sinh 4 đứa. Con trai của cô thật tuyệt vời. Con trai, mẹ sắp đến rồi. Vâng, con sẽ đến sân bay đón mẹ ngay. Chồng ơi, là bố mẹ chúng ta về nước rồi sao? Đúng vậy, và đã đến sân bay thành phố Thượng Hải rồi. Vậy, em nên thay quần áo. Bộ dạng này làm sao gặp được bố mẹ chồng tương lai? Chồng anh chờ em một chút. Em đi thay quần áo. Sau khi Tô Vũ Phi thay xong quần áo, bốn em bé cũng đã ngủ rồi. Sau đó họ đến nhà để xe dưới tầng hầm. Hôm qua chiếc Range Rover được mang đi bảo dưỡng, nên tối qua anh đã lái bọt trơn đưa Trần Thế Kỳ về. Bị ướt hết xe, hôm nay lái Range Rover vậy. Sau đó anh đưa Tô Vũ Phi đến sân bay. Sau khi đón bố mẹ lên xe, trên đường đi Tô Vũ Phi và mẹ chồng tương lai nói chuyện trên đường đi. Con trai, có phải con thuê chiếc xe này không? Không ạ, con đã mua chiếc xe này. Mẹ Diệp có chút không tin nổi, không khỏi nghi ngờ khả năng của Diệp Thu. Chỉ trong mấy tháng trả hết hàng triệu khoản nợ cho gia đình, còn mua một chiếc xe 2-3 triệu nữa. Đồng thời Tô Vũ Phi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cô luôn cho rằng tiền của Diệp Thu đều là bố mẹ cho, bao gồm cả việc có thể mua Tâm Sơn Oan và mua chiếc Porsche 20 triệu, đều là do cha mẹ Diệp Thu ủng hộ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của mẹ chồng, Tô Vũ Phi cũng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ là tiền mua nhà mua xe đều là do Diệp Thu tự kiếm được? Anh ấy lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy? Tô Vũ Phi vẫn không biết thân phận thật sự của Diệp Thu. Đã đến nhà Tâm Sơn Oan. Con trai, nhà này là do con thuê sao? Không đúng, nhà của Tâm Sơn Oan đâu có cho thuê. Không phải thuê, mà là con mua một căn ở đây. Cái gì? Mua à? Mua nhà, mua xe, cưới vợ và sinh 4 đứa. Con trai tôi, đây còn là con trai tôi không? Mẹ ơi, đây là những bất ngờ dành cho mẹ. Đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Các cháu của ta đâu? Sau đó hai người đưa bố mẹ đến phòng ngủ gặp em bé. Bố mẹ Diệp Thu nhìn thấy cháu nội cũng rất phấn khích, cẩn thận bế em bé trên giường lên. Bố mẹ Diệp Thu quá phấn khích, đều cười không ngậm được miệng. Điều quan trọng nhất với thế hệ cũ chắc chắn là sự kế thừa của các thế hệ tương lai. Bây giờ con trai đã vượt quá tiêu chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề. Hai vợ chồng già cũng yên tâm. Bố mẹ, Vũ Phi, hãy chăm sóc bọn trẻ, con đi nấu cơm trước. Con trai trưởng thành rồi, con biết nấu ăn nữa. Thằng nhóc này hình như từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp, bây giờ lại biết nấu ăn. Không dễ đâu, người đàn ông có thể làm bố, không chỉ có thể kiếm tiền nuôi gia đình, còn có thể nấu ăn. Tôi hạnh phúc quá. Sau đó, bố mẹ Diệp Thu trò chuyện với Tô Vũ Phi trong phòng khách. Qua cuộc trò chuyện này, Tô Vũ Phi cũng đại khái hiểu gia cảnh của Diệp Thu. Cả nhà vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Phải rồi, mấy đứa bé đều được 3 tháng tuổi rồi. Khi nào thì các con mới tổ chức đám cưới vậy? Đúng vậy, khi nào các con mới định tổ chức đám cưới? Đây là sự kiện lớn nhất của đời người, không thể tùy tiện mơ hồ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tô Vũ Phi. Tuy nhiên, bố của Tô Vũ Phi vì cô chưa kết hôn mà có thai, đã cắt đứt quan hệ cha con với cô ấy rồi. Đương nhiên, chuyện này Diệp Thu cũng biết, chỉ là không muốn cha mẹ vì vậy mà phiền lòng, nghĩ mình cũng có thể giải quyết. Nhưng mà Tô Vũ Phi lúc này không thể giải thích được cảm thấy buồn, vẫn cố gắng mỉm cười ngồi trên bàn ăn. Con đang định lát nữa đưa Diệp Thu về nhà để nói chuyện này với bố mẹ con. Tô Vũ Phi khóe miệng hơi có vị đắng. Chỉ có điều Liễu Nham Hà và Diệp Thiên Hồng vẫn chưa phát hiện ra. Lúc này, Liễu Nham Hà lại rất vui. Hai ông bà thấy Tô Vũ Phi đồng ý hôn sự, ba người liền thảo luận chuyện hôn lễ. Nhưng Vũ Phi chỉ ngồi im ở bên cạnh. Sau đó, gia đình vui vẻ ăn hết bữa tối. Chẳng mấy chốc, trời đã tối rồi. Liễu Nham Hà và Diệp Thiên Hồng hai người ngồi trên ban công, hình như đang bàn bạc gì đó. Sau đó cha mẹ Diệp Thu quyết định về quê ở. Dù sao thì ngày nay không có nhiều con dâu sẵn sàng sống với bố mẹ chồng. Thật sự không nhiều. Họ cũng muốn sống cùng nhau, nhưng vì bất đắc dĩ, họ không muốn làm phiền cuộc sống tốt đẹp của Diệp Thu và Tô Vũ Phi. Nhiều người sống cùng nhau sẽ luôn có lúc bùng phát mâu thuẫn, nên để lại nhiều không gian riêng tư cho hai vợ chồng trẻ, đây mới là hành động khôn ngoan của người lớn. Con trai, mẹ đã nói chuyện với bố con rồi. Mẹ dự định tối nay sẽ quay về Lục Gia Chỉ. Quay về làm gì?
Không phải vừa rồi mẹ nói ở lại đây sao? Đúng vậy, bố mẹ cứ ở lại đây đi. Nhà lớn thế này cũng không phải là không đủ chỗ cho bố mẹ. Không không không, không được đâu. Ta và bố con đã quen với những căn nhà nhỏ, bây giờ sống ở đây có hơi không quen. Phải, ta cũng ngủ không ngon, rất lạ giường. Vừa đến môi trường mới sẽ thức trắng đêm. Ta và mẹ con vẫn thích sống ở căn nhà cũ hơn. Vậy, tóm lại là con và Vũ Phi sống tốt là được rồi. Lục gia trụy cách đây cũng không xa, ta và bố con sẽ thường xuyên đến thăm các con. Được rồi, vậy bố mẹ, con sẽ đưa bố mẹ về. Ngày hôm sau, Tô Vũ Phi phải đi làm. Diệp Thu chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đến công ty, Tô Vũ Phi bắt đầu bận rộn. Vũ Phi, có phải tối qua cô mệt quá không? Hôm nay trông sắc thái cô tệ quá. Mặt của Tô Vũ Phi đỏ lên. Dù sao tối qua cô và Diệp Thu bắt đầu lúc 11 giờ, mai đến gần 1 giờ đêm mới kết thúc. Đặc biệt là để hợp tác với một số động tác của Diệp Thu, rất mệt mỏi. Mà 6 giờ sáng đã bị em bé đánh thức, cả đêm đều không được nghỉ ngơi nhiều. Tất nhiên tinh thần sẽ kém đi. Đến trưa Tô Vũ Phi mở ra bữa ăn tình yêu Diệp Thu chuẩn bị cho cô. Đúng lúc Tô Vũ Phi đang ăn rất hăng hái, điện thoại bên cạnh lại đổ chuông. Phi Phi, gần đây con thế nào rồi? Mẹ, cuộc sống của con rất tốt. Gần đây lạnh hơn rồi, con nhớ mặc thêm quần áo. Số tiền mẹ chuyển cho con lần trước đã hết chưa? Lát nữa mẹ sẽ chuyển cho con thêm 100.000 nữa. Mẹ à, sau này mẹ không cần chuyển tiền cho con nữa đâu. Từ khi Tô Vũ Phi bị bố đuổi ra khỏi nhà, mẹ cô Lý Vân Phương thường xuyên bí mật giúp đỡ cô. Cũng chính là dựa vào sự quan tâm của mẹ, Tô Vũ Phi mới có thể yên tâm ở nhà dưỡng thai. Tại sao? Lẽ nào con đã đi làm rồi sao? Hay con đang đổ lỗi cho mẹ? Từ khi con sinh con đến bây giờ vẫn chưa đến nhìn con một cái. Bảo bối của mẹ, hy vọng con có thể hiểu cho mẹ. Con cũng biết mà, một thời gian trước, bố con đã phẫu thuật khối u. Mẹ đã theo ông ấy đi khắp đất nước, nên không thể. Mẹ, tình trạng của bố thế nào rồi? Vừa phẫu thuật tháng trước, bây giờ đang khôi phục, cũng rất tốt. Vậy thì tốt. Con vẫn chưa trả lời mẹ. Có phải con đi làm không? Tô Vũ Phi quyết định không giấu nữa, bởi vì cha của đứa trẻ đã trở lại. Thế là cô kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Con nói sao? Bố của đứa bé đã về rồi. Chủ tịch Diệp, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Được rồi, cô về trước đi. Đây không phải là vợ của Diệp chủ tịch đấy chứ? Trông rất xinh đẹp, lại còn rất có khí chất. Người phụ nữ này là ai vậy? Sao lại từ trong nhà tôi đi ra? Không phải là... Chào Diệp phu nhân. Xin chào. Vợ à, sao hôm nay ta làm sớm vậy? Tôi sợ tôi về muộn hơn chút nữa là cái nhà này sẽ không còn. Có chuyện gì vậy vợ? Ai làm em giận? Anh nói thật với tôi đi. Vừa rồi tại sao lại có một người đẹp đến nhà chúng ta? Xem ra thư ký Chu lúc rời đi đã đụng phải Tô Vũ Phi. Quên đi, hay là thú nhận với Tô Vũ Phi đi. Phải, cô ta có phải là tiểu tình nhân bên ngoài của anh không? Vợ ơi, em đừng hiểu lầm. Cô ấy thực ra là thư ký của anh ở công ty. Cái gì? Thư ký của anh? Và cả công ty nữa? Sao anh chưa bao giờ nói với tôi? Đúng vậy, khi gia đình còn chưa phá sản, anh đã lén lấy một khoản tiền. Anh đã đầu tư vào một số doanh nghiệp. Sau gần này năm, hiện tại anh là cổ đông lớn nhất của công ty này. Thì ra là vậy. Không đúng, cho dù cô ta có là thư ký của anh cũng không thể mang đến nhà chúng ta. Có phải anh còn giấu tôi chuyện gì không? Thấy vậy, Diệp Thu vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện. Tô Vũ Phi sau khi nghe xong cảm thấy cô nam của nữ có lẽ thật sự không có gì. Nhưng kiểu hành động này khiến cô ấy cũng không chấp nhận được. Sao cơ? Hóa ra là em bé bị nổi mụn. Cô ấy chỉ đến để tặng một chị mụn. Sau đó Tô Vũ Phi vội vàng đến phòng. Lúc này, các em bé nhìn thấy mẹ trở về liền khóc lóc bất công. Tô Vũ Phi vừa nhìn liền biết đây là muốn uống sữa. Sau khi bốn em bé được cho ăn từng đứa một, Tô Vũ Phi ôm Lão Tứ lên xem sờ sờ sau đầu. Có một số mụn nhỏ, thật sự có mụn. Chồng ơi, phải làm sao đây? Đừng lo, hãy dùng bột xúc sắc để tắm cho các em bé. Ngâm thêm vài lần nữa, mụn nhiệt sẽ tự nhiên biến mất. Nghe Diệp Thu nói vậy, lòng Tô Vũ Phi mới yên tâm hơn phần nào. Trên bàn ăn, Tô Vũ Phi nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ. Chồng ơi, em muốn thương lượng một việc với anh. Chuyện gì thế? Em Diệp Thu, ngày mai em muốn đưa anh về nhà bố mẹ em. Chỉ vậy thôi? Tất nhiên là được, chỉ là ngày mai hơi đột ngột. Đã đi thăm bố vợ, quà tặng và những thứ khác chúng ta còn chưa chuẩn bị. Anh muốn chuẩn bị món quà gì? Bố em thích gì? Hay có sở thích gì không? Bố em thích uống trà. Về sở thích, thích sưu tầm một số tranh cổ, trà, đồ cổ thư pháp và hội họa. Được rồi, anh biết rồi. Buổi tối, Tô Vũ Phi đang rửa bát, mà Diệp Thu đang ở phòng ngủ chăm sóc em bé. Đột nhiên Lão Tứ bật khóc. Diệp Thu vội vàng từ trên giường ôm lên. Con ngoan, sao lại khóc? Diệp Thu nhìn kỹ thì có một sợi lông mi dính vào khóe mắt của Lão Tứ. Diệp Thu nhẹ nhàng lau sạch sợi lông mi khỏi khóe mắt của Lão Tứ. Không khóc, không khóc. Lão Tứ trong vòng tay dần dần được Diệp Thu dỗ ngủ thiếp đi. Trong khi đó, âm thanh của hệ thống vang lên. Bởi vì ký chủ lau mắt cho em bé, phần thưởng thông thiên nhãn. Lúc này trong đầu Diệp Thu cũng có thêm một luồng kiến thức. Thông thiên nhãn, nó cho phép ký chủ phân biệt sự thật và sự giả dối của mọi thứ, như tiền giấy, đồ cổ, lòng người thiện ác. Kỹ năng này thật sự mạnh. Chồng, sao vậy? Tại sao em bé lại khóc? Không sao đâu, vừa rồi mắt Lão Tứ bị một cái lông mi dính vào. Vừa rồi anh đã lấy nó ra rồi.
Ngày hôm sau, Tô Vũ Phi ở nhà trông em bé. Con Diệp Thu đến một chợ đồ cổ ở thành phố Thượng Hải. Diệp Thu chuẩn bị chọn một món đồ cổ làm quà gặp mặt bố vợ. Tiểu huynh đệ, đến chỗ tôi xem. Tôi có mọi thứ ở đây. Hãy xem ấm trà này. Không phải là Đỗ Đại Hải tôi khoe khoang. Đây là thứ mà Hoàng đế Cản Long đã dùng trước khi còn sống. Đại ca, nhãn hiệu này của anh còn chưa xé. Ôi, xin lỗi vì đã lấy nhầm. Tôi sẽ lấy lại cho cậu một cái khác. Diệp Thu sắp rời đi. Đột nhiên một bức tranh thu hút sự chú ý của anh. Bức tranh thứ phát này hóa ra là bức tranh núi trăng và mùa xuân của Đường Bá Hổ. Bức tranh này còn là thật. Ông chủ, bức tranh này của anh bao nhiêu tiền? Thằng nhóc này chắc là thích bức tranh này rồi. Đây là sản phẩm quà tặng mẹ tôi mua xỉ theo cân. Bây giờ tôi sẽ chơi cậu ta thật tốt. Một bức giá 30.000. Sao đắt thế? Tiểu huynh đệ, 30.000 tệ còn đắt sao? Đây là tác phẩm của Trương Đại Thiên, họa sĩ đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Nó không đáng giá 30.000 tệ sao? Nếu không thì thôi, 30.000 tệ, tôi sẽ chọn một bức tranh khác. Mua một tặng một, kẻ ngốc này đã cắn câu. Mua một tặng một, tôi sẽ khiến cho cậu khóc ra nước mắt. Ông chủ anh đang cười cái gì vậy? Không có gì. Chàng trai, cậu muốn chọn cái nào, tự chọn đi. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Vậy thì lấy cái này đi. Được, hoan nghênh cậu lần sau lại đến. Trong khi đó, bố của Tô Vũ Phi, Tô Trường Phong, nghe nói Diệp Thu muốn đến cầu hôn, mặt đầy tức giận, mẹ Tô ngồi cạnh khuyên, tôi không quan tâm, ngày mai con gái sẽ đưa người về. Tính khí xấu của anh bớt lại cho tôi một chút. Nếu thằng khốn đó ngày mai mà dám đến đây thật xem, tôi sẽ cho nó một trận. Nếu con gái đã tha thứ cho người ta rồi, tại sao chúng ta phải bận tâm đến việc riêng của mình làm gì nữa? Tô Vũ Phi là con gái của Tô Trường Phong tôi là bố nó, tôi phải quan tâm đến nó. Tô Trường Phong mặc dù rất tức giận, nhưng trong lòng đã sớm tha thứ cho Tô Vũ Phi rồi. Đối với Diệp Thu ông vẫn rất tức giận. Rốt cuộc thì chàng trai làm việc này chắc chắn là loại người không làm đúng công việc của mình. Thực ra, trong lòng anh đã tha thứ cho Phi Phi rồi phải không? Dù sao nó cũng là con gái anh. Dù sao thì ngày mai Vũ Phi cũng sẽ đưa người về. Đừng làm người ta sợ, nghe chưa? Ngày hôm sau, gia đình Diệp Thu 6 người lái xe đến nhà bố vợ. Trên đường Diệp Thu trong lòng có chút căng thẳng. Anh rất tò mò tính khí của ông bố vợ già xấu đến mức nào, lại có thể làm cho vợ mình sợ hãi như vậy. Chồng à, sao anh lại đổ mồ hôi? Đây không phải là ra chiến trường. Anh không có. Bình tĩnh đi, thư giãn đi, bố em sẽ không ăn thịt anh đâu. Anh không lo lắng. Dẫu sao thì, nếu bố em muốn ăn thịt em, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em. Được thôi, vậy thì anh phải bảo vệ em đấy. Trong nháy mắt đã đến cửa nhà Tô Trường Phong. Đi nào, chúng ta vào thôi. Thằng nhóc thối, mày dám đến đây thật à? Cút đi! Đồ khốn nạn! Nói đi, tại sao cậu lại bỏ rơi con gái tôi? Lúc này Tô Trường Phong nắm chặt tay nhìn Diệp Thu, là một người cha mà lại để chuyện này xảy ra với con gái mình. Dạ! Lúc này, mẹ tôi bế em bé vào. Ông già, hãy đến gặp cháu gái của ông. Cháu gái cưng của tôi! Ông ngoại ôn nào! Tô Trường Phong nhìn Tô Vũ Phi đi vào. Nước mắt trong khóe mắt. Kể từ lần trước sau khi Tô Vũ Phi rời đi, đã một năm rồi không gặp con gái. Thực ra Tô Trường Phong rất hối hận vì đã đuổi con gái ra khỏi nhà. Bố, về rồi đấy à? Sau đó, Diệp Thu và Tô Trường Phong ngồi trên ghế sofa. Tô Vũ Phi ở trong phòng cùng em bé. Tên cậu là Diệp Thu? Dạ đúng thưa chú. Tô Trường Phong nhìn Diệp Thu nhiều mắt. Thằng nhóc này cũng đẹp trai phết. Đẹp trai như mình hồi còn trẻ. Thảo nào Tô Vũ Phi lúc đầu cho dù thế nào cũng phải bảo vệ thằng nhóc này. Đúng rồi, chú, đây là món quà con và Vũ Phi chuẩn bị cho hai người. Diệp Thu cẩn thận lấy ra bức tranh ra. Chú, mở ra xem đi, con tin chú sẽ thích. Tô Trường Phong mở cuộn giấy ra xem. Bên trong là một bức tranh, Sơn Thủy Sơn Cư Đồ. Đây là Sơn Thủy Sơn Cư Đồ của Đường Bá Hổ. Mặc dù chỉ là một tác phẩm sao chép, nhưng cũng là miễn cưỡng chấp nhận. Tô Trường Phong trong lòng thật ra rất thích bức tranh này. Trên bề mặt lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bố vợ xem ra là rất thích, chỉ là không thể hiện ra. Lúc này Tô Vũ Phi và mẹ Tô đi ra ngoài mua đồ ăn. Vừa đi không lâu, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc của Lão Tam. Tô Trường Phong nghe được liền vội vàng đến phòng, nhìn bốn em bé trên giường. Tô Trường Phong đều muốn ôm mỗi đứa một cái, nhưng lúc này Diệp Thu cũng chạy vào phòng. Chú cứ để con, tại sao cậu lại vào? Cậu nghe tiếng khóc này rõ ràng là đang gọi tôi. Sau đó Tô Trường Phong vội vàng bế Lão Tam lên, nhưng lúc này Lão Tam khóc càng dữ dội hơn. Nhưng Tô Trường Phong hình như không nghe thấy, một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Một em bé đáng yêu như vậy, ai có thể không yêu? Chú, để con làm cho, không phải chỉ là một đứa trẻ sao, trả cho cậu. Tô Trường Phong cẩn thận trả lại Lão Tam cho Diệp Thu. Ông bố vợ này, sao mà giống trẻ con vậy? Tô Trường Phong lúc này nhìn em bé đang ngủ trên giường, muốn tiến lên và vèo khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của chúng. Chú, con biết chú có ý kiến rất lớn về con, nhưng xin chú yên tâm, con nhất định sẽ không để Vũ Phi và các em bé chịu khổ. Đừng nghĩ như vậy là tôi sẽ tha thứ cho cậu. Chú có thể bình tĩnh nói chuyện với con, không phải là đã tha thứ cho con sao? Mặc dù Tô Trường Phong không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm chấp nhận con rể này rồi. Lúc này hai người Tô Vũ Phi đã mua đồ ăn về rồi. Mua rất nhiều đồ ăn, nhưng đó đều là những thứ Diệp Thu thích ăn. Mẹ Tô cũng nhìn thấy, con gái thật lòng với Diệp Thu. Trong mắt cha mẹ chỉ cần con cái sống hạnh phúc là được rồi. Con gái, Diệp Thu làm công việc gì thế? Mẹ,
Mẹ nói xem, ở nhà nuôi con có phải là công việc không? Trông em bé ở nhà, cho con gái đi làm. Một người đàn ông chăm sóc em bé ở nhà. Trên mặt mẹ tôi có chút lo lắng. Mẹ, mặc dù là ở nhà trông em bé, nhưng anh ấy đã đầu tư vào rất nhiều công ty, kiếm tiền tại nhà. Sau đó Tô Vũ Phi liền giải thích cho mẹ tình hình gia đình của Diệp Thu. Mà lúc này Tô Trường Phong đang cho các em bé bú. Cảm giác thế nào khi tự tay cho cháu ngoại bú? Cũng bình thường, vẫn còn cứng miệng. Lúc này lão nhị bị nấc. Điều này khiến Tô Trường Phong hốt hoảng. Chuyện gì vậy? Đây, đây là uống sữa hơi vội. Mau, dùng tay vỗ nhẹ vào ngực em bé. Bàn tay rộng của Tô Trường Phong không ngừng vuốt ve lên ngực lão nhị. Chỉ sợ vỗ mạnh quá làm đau lão nhị. Cái này, má, đây là đang trêu tôi sao? Đây là đang sờ vào phải không? Bỏ đi, chú đưa cho con, để con làm. Sau đó Diệp Thu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của lão nhị. Vì vậy con nấc cụt của lão nhị đã đỡ. Chuyện quái gì thế? Có phải uống sữa quá nhiều không? Không phải là uống quá nhiều, là do uống sữa quá nhanh, sau đó nuốt quá nhiều không khí gây ra nấc cụt. Thông thường gặp phải tình huống này, chúng ta có thể xả không khí sau khi vỗ nhẹ, tiếng nấc sẽ dừng lại. Thằng nhóc này lại biết nhiều như vậy, có nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé. Thì ra là như vậy. Ngay sau đó lão nhị ngừng nấc cụt. Và đó là khi tiếng hét của mẹ Tô vang lên từ nhà bếp. Diệp Thu vội chạy vào bếp, nhìn thấy mẹ Tô đang cắt rau thì vô tình cắt trúng tay. Diệp Thu vội vàng mang đồ đến băng bó vết thương lại. Dì, tay dì bị thương rồi, đừng nấu ăn nữa, để con làm cho. Không sao đâu, cắt rau không cẩn thận cắt vào ngón tay thôi, cứ để ta làm. Lúc này Tô Vũ Phi đi tới. Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh ấy nấu ăn rất ngon. Mẹ Tô gật đầu. Sau đó Diệp Thu bắt đầu nấu ăn trong bếp. Mẹ Tô có chút không yên tâm, đứng bên cạnh nhìn. Lúc này Diệp Thu cầm lấy một con cá. Khoan đã, Tiểu Diệp, món này, để ta làm cho. Tại sao vậy? Cái này, là vì bố của Vũ Phi, rất thích ăn cá muối. Dì à, dì yên tâm đi, sở trường của con chính là cá muối. Thôi được. Mẹ Tô nhìn kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của Diệp Thu. Diệp Thu đã làm được nhiều món ăn trong thời gian ngắn. Gia đình quây quần bên bàn ăn, bầu không khí căng thẳng. Ông già, ông thử xem, món cá muối hôm nay, mùi vị thế nào? Sau khi Tô Trường Phong cắn một miếng cá, hết lời khen ngợi nó. Khi biết cả bàn món ăn đều do Diệp Thu nấu, ông rất sốc. Đây là thằng nhóc cậu đã làm. Chú đoán đúng rồi, là con đã làm nó. Thằng nhóc này không chỉ biết cách chăm sóc em bé mà còn rất giỏi nấu ăn. Không tệ, nhóc, cậu biết uống rượu không? Biết một chút. Bà già, đi giúp tôi lấy vỏ rượu ngon đó ra. Ông muốn uống? Ông mới phẫu thuật được hơn một tháng thôi. Làm sao ông có thể uống được? Đã hơn một tháng rồi, sao tôi không uống được? Không phải là một căn bệnh nghiêm trọng. Đi lấy nó nhanh lên. Ngay sau đó mẹ Tô mang rượu tới, và nồng độ cồn cũng không thấp. Tô Trường Phong định dùng rượu để phá hủy uy tín của Diệp Thu. Tôi xin nói trước, rượu này rất đậm đặc, cậu sẽ không gục sau một cốc chứ? Chú, để con kể cho chú nghe điều này. Kích thước của biển là kích thước của con. Cho dù chú có ngã, con nhất định cũng không ngã xuống. Tô Trường Phong bị trúng đòn khiêu khích như vậy, tâm lý cạnh tranh dâng trào mãnh liệt. Cậu đừng có mà khoe khoang, đừng có lãng phí rượu ngon của tôi. Sau 3 lần uống rượu, Tô Trường Phong mặt đỏ bừng. Rõ ràng là có chút say, Diệp Thu không có cảm giác gì cả. Chú ơi, chú nên uống ít lại đi. Nhóc, hôm nay ta rất vui. Có gì sai khi uống thêm vài ly nữa? Ông già, không phải ông đã say rồi đấy chứ? Bố đừng uống nữa. Tô Trường Phong không trả lời bọn họ, thay vào đó ông lặng lẽ bước vào phòng. Khi ông bước ra lần nữa, khuôn mặt đỏ bừng và cầm một cuốn sổ đỏ trên tay. Sau đó Tô Trường Phong cầm quyển sổ đỏ trong tay trở lại bàn ăn. Cái này cho cậu. Chú đang làm gì thế? Chắc cậu và con gái tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn phải không? Vẫn chưa. Nhận được giấy đăng ký kết hôn thì cần có sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng. Diệp Thu từ lâu đã muốn đi đăng ký cùng Tô Vũ Phi, nhưng không có hộ khẩu. Nhóc, có điều này ta cần phải giải thích với cậu. Mặc dù cậu đã làm cho con gái tôi có thai ngoài ý muốn, nhưng con gái tôi phải có địa vị chứ. Mang sổ hộ khẩu về, đi đăng ký kết hôn, nghe rõ chưa? Tô Vũ Phi nghe được lời này, đôi mắt cậu bất giác đỏ lên. Bố. Lúc này, nước mắt Tô Vũ Phi vô thức từ khóe mắt rơi xuống. Nhìn thấy nước mắt của con gái, Tô Trường Phong vô cùng đau lòng, muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng lại trở thành lời trách móc. Đã làm mẹ rồi, sao lại có thể tùy tiện khóc được? Thằng nhóc này, sau này mà không đối xử tốt với Vũ Phi, tôi không tha cho cậu đâu. Chú yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm sóc Vũ Phi và các con thật tốt. Sau đó Tô Trường Phong lợi dụng lúc say rượu nói chuyện với Diệp Thu rất nhiều, và cuối cùng nói về tiệc cưới. Nhóc, ngay cả đám cưới với con gái ta cũng chưa có, khi nào cậu sẽ làm điều đó? Chú, hay là lễ cưới này, chi bằng chú đưa ra quyết định đi. Được. Nhóc con, tiệc cưới tháng sau, nhớ chuẩn bị kỹ nhé. Bố yên tâm đi. Chuyện này, con nhất định sẽ sắp xếp thật tốt. Bố đừng lo lắng nữa. Bố, mẹ, hai người nhớ bảo trọng thân thể. Lần sau con lại đến thăm hai người. Vậy chúng con đi đây, hai người bảo trọng thân thể. Sau khi gia đình 6 người rời đi, bố mẹ vợ đứng yên tại chỗ. Sau khi trở về, Diệp Thu và Tô Vũ Phi cũng trở lại cuộc sống bình thường. Ngày hôm sau, Tô Vũ Phi đi làm. Diệp Thu lúc này vẫn đang ăn sáng. Chủ tịch, tôi có tin xấu muốn nói với anh. Chuyện gì vậy?
Kỹ sư trưởng chip của điện thoại di động Hoa Quốc của công ty đã nộp đơn xin từ chức. Sau đó thì sao? Sau đó đối thủ cũ tập đoàn Hải Vương đã dùng 10 triệu đồng lương hàng năm để săn trộm anh ta. Điều quan trọng là điện thoại di động Hoa Quốc là sản phẩm mặt tiền của công ty chúng ta. Sự ra đi của kỹ sư trưởng, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong tương lai của điện thoại di động Hoa Quốc của chúng ta. Chủ tịch, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên Diệp Thu nghĩ đến bản vẽ thiết kế siêu điện thoại di động được hệ thống khen thưởng. Tại sao phải mời người khác? Bây giờ cô mở máy tính lên, tôi sẽ gửi cho cô một tài liệu. Tiếp theo, cô đưa bản vẽ cho các kỹ sư của nhóm. Hãy để họ phát triển chiếc điện thoại mới này. Báo cáo lại cho tôi sau khi phát triển xong. Nhưng mà, chủ tịch, màn hình điện tử ảo. Hiện nay trên thị trường, căn bản không có sản phẩm điện tử màn hình ảo. Màn hình ảo chỉ thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng điều quan trọng là bản thiết kế này đến từ đâu? Chẳng lẽ là Diệp Tổng tự vẽ sao? Đúng vậy, đó là màn hình ảo. Cô nhanh chóng gửi bản vẽ đến bộ phận thiết kế. Chúng ta phải nhanh tay nghiên cứu phát triển chiếm thị trường. Vâng thưa chủ tịch. Đây là bản vẽ thiết kế mới của chúng ta. Các anh làm theo nghiên cứu phát triển này đi. Khoan đã, bản vẽ thiết kế này, cô lấy ở đâu thế? Chẳng lẽ công ty chúng ta lại có một nhà thiết kế điện thoại di động tài năng sao? Tôi cũng không biết. Bản vẽ là chủ tịch đưa cho tôi. Chủ tịch nói các anh cứ làm theo bản vẽ nghiên cứu phát triển là được rồi. Đến tối, Tô Vũ Phi tan làm về. Vợ, sao vậy? Chồng ơi, em gặp phải một vấn đề rất rắc rối. Vợ à, vấn đề gì vậy? Công ty muốn cử em để nói chuyện với tập đoàn Kim Lan đi. Tô Vũ Phi không có lòng tin để giành được sự hợp tác, bởi vì tập đoàn King Landing là tập đoàn niềm yết lớn, và Holy chỉ là một công ty nhỏ. Nhưng đối với một công ty nhỏ như Holy, chắc chắn là một cơ hội bay lên trời. Làm thế nào để nói về sự hợp tác này? Người ta không quen với mình, tại sao phải hợp tác với mình? Nó chết tôi rồi. Vợ à, chuyện này quá dễ. Em biết anh có thân phận gì không? Thân phận gì? Thực ra anh là ông chủ của tập đoàn King Landing. Sao? Có ngạc nhiên không? Vốn tưởng rằng mình thú nhận thân phận thì Tô Vũ Phi sẽ rất ngạc nhiên, nhưng Tô Vũ Phi lại cười lên. Ông xã đừng đùa nữa. Em đang nói chuyện với anh đấy. Quả nhiên là không tin mà. Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Em có bạn học đại học, hình như đang làm bộ trưởng ở tập đoàn King Landing. Em sẽ gọi cho cô ấy. Có lẽ cô ấy có thể giúp em. Bà xã, thật ra không cần phiền phức như vậy. Lúc này Diệp Thu rất muốn nói, chỉ cần một câu là có thể cùng tập đoàn King Landing đạt được hợp tác. Ông xã, bạn học của em đồng ý giúp em rồi. Hợp tác ngày mai có hy vọng đạt được. Vậy thì tốt. Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Chủ tịch Diệp, Á Đậu, mấy tháng rồi chưa bao giờ xuất hiện ở công ty, chủ tịch lại gọi điện thoại cho tôi. Lão Lưu, chủ tịch, anh có gì sai bảo, lát nữa, tập đoàn Holy sẽ cử người đến công ty để nói chuyện hợp tác, anh trực tiếp đồng ý là được rồi. Trực tiếp đồng ý, đơn giản như vậy sao? Vâng, vâng, chủ tịch. Lúc này Tô Vũ Phi cũng mang theo dự án đến tập đoàn King Landing. Vũ Phi cô đến rồi. Phiêu Phiêu, lâu rồi không gặp. Liễu Phiêu Phiêu là bạn học đại học của Tô Vũ Phi, khi còn học đại học. Cô thường ghen tị vì Tô Vũ Phi đẹp hơn mình. Ngay cả gia thế cũng tốt hơn mình. Chính vì thế, nhìn thấy Tô Vũ Phi lại cầu xin mình, rất vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Phi Phi, lâu như vậy không gặp, cô lại trở nên xinh đẹp rồi. Đâu có, cô cũng giảm cân nhiều rồi, thậm chí còn đẹp hơn ấy. Vũ Phi, tôi nghe nói cô đã kết hôn rồi. Đúng vậy, nhưng vẫn chưa mở tiệc. Vậy thì lúc nào đặt tiệc cô phải thông báo cho tôi đấy nhé. Tất nhiên, cô chắc chắn sẽ được mời. Tôi sẽ nói với cô, lát nữa tôi sẽ giới thiệu một giám đốc cho cô. Muốn gặp quản lý Lưu phải không? Phải thông qua ủy quyền của giám đốc. Lát nữa cô cư xử cho tốt. Muốn gặp người quản lý, còn phải thông qua ủy quyền của giám đốc sao? Đây là logic gì? Vũ Phi, cô phải biết quy tắc của tập đoàn King Landing chúng tôi. Là muốn đạt được hợp tác thì phải trả trước. Không, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Vũ Phi, cô không trả một chút gì. Người ta dựa vào cái gì để giúp cô? Tối qua tôi đã cho giám đốc xem ảnh của cô rồi. Anh ta rất hài lòng. Miễn là cô. Liễu Phiêu Phiêu, tôi coi cô là bạn. Cô nghĩ tôi là gì hả? Muốn đạt được hợp tác, nhưng không muốn trả giá. Cô đây là đang mơ sao? Những gì tôi nói rất rõ ràng. Cô suy nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết. Phi Phi. Tô Vũ Phi lúc này mới nhớ ra, bạn thân của mình cũng làm việc ở tập đoàn King Landing. Phi Phi, cậu làm gì ở đây thế? Có chuyện gì vậy? Trông có vẻ ủy khuất như vậy. Tô Vũ Phi nói ra mục đích đến đây. Phi Phi, tôi biết, văn phòng của quản lý ở đâu? Đi, tôi sẽ đưa cậu đi. Phi Phi, đây là giám đốc Trương của tập đoàn King Landing. Chào tiểu thư. Tên đầy đủ của tôi là Trương Phù Sinh. Bạn Phiêu Phiêu của cô đã nói với tôi rồi. Sao cô không đến văn phòng tôi? Chúng ta cùng nói chuyện. Phi Phi, giám đốc Trương đích thân đến gặp cô rồi. Đủ để thể hiện sự chân thành. Cô nghĩ kỹ chưa? Điều đó là không thể. Tôi có chồng rồi. Đừng nghĩ tới chuyện đó. Thế Kỳ, chúng ta đi. Vũ Phi, hai người họ vậy là có ý gì? Sau đó, Tô Vũ Phi nói ra sự thật. Cái, bạn học này của cậu cũng quá kinh tởm rồi phải không? Và cả giám đốc nữa. Lại có thể trông như một con chó như vậy. Đúng là tệ hại. Thế Kỳ, sau này cậu đi làm ở đây, cũng phải cẩn thận với hai người đó. Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Một công ty lớn như vậy, không thể tránh khỏi tốt xấu. Không thể nào tất cả đều là người tốt. Điểm này, Trần Thế Kỳ cũng hiểu rõ. Trong khi đó, Liễu Phiêu Phiêu và Trương Phù Sinh cũng đi theo. Bởi vì họ muốn tận mắt chứng kiến cảnh Tô Vũ Phi thất bại, bị đuổi ra khỏi cửa. Lúc này, trong lòng Trương Phù Sinh dám chắc chắn,
Chỉ cần Tô Vũ Phi thất bại, nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin hắn. Rất nhanh, Trần Thế Kỳ đưa Tô Vũ Phi đến văn phòng quản lý. Nhưng thật xui xẻo, Lưu Hải Long lúc này không có ở văn phòng. Thế Kỳ, sao bên trong không có ai? Tô tiểu thư, xem ra mọi chuyện đều là do ông trời sắp xếp. Thế nào, chỉ cần bây giờ cô gật đầu đồng ý, tôi lập tức thay mặt quản lý Lưu, đồng ý hợp tác với công ty các cô. Trương Phù Sinh thực ra hoàn toàn không có quyền này, nhưng chỉ là muốn lừa gạt Tô Vũ Phi một chút cho vui mà thôi. Giọng điệu của giám đốc Trương không nhỏ. Thư ký Chu, Trương Phù Sinh sau khi nhìn thấy Chu Tiểu Phượng, thay đổi sắc thái, mặt tái mét, quyền lực của anh ta cũng khá cao. Nhưng trước mặt Chu Tiểu Phượng, cũng chỉ là một con ruồi. Chu Tiểu Phượng là thư ký của chủ tịch. Khi Diệp Thu không có ở công ty, những việc lớn nhỏ đều là Chu Tiểu Phượng phụ trách. Một giám đốc nhỏ như anh lại muốn đại diện cho quản lý Lưu là có ý gì? Đây chẳng phải là người đẹp sống cùng chủ tịch ở Tâm Sơn Oan sao? Lúc đó, Chu Tiểu Phượng còn nghiêm túc nghi ngờ. Tô Vũ Phi chính là vợ của Diệp chủ tịch. Xin chào, tôi đến công ty của cô để nói chuyện hợp tác thay mặt cho tập đoàn Holy. Được rồi, tôi biết rồi. Hai người vừa nói gì mà đại diện cho quản lý Lưu cái gì? Thư ký Chu, vấn đề là như này. Bạn thân của tôi đến công ty tìm kiếm sự hợp tác, nhưng giám đốc này lại muốn lạm dụng quyền lực đối với bạn thân của tôi, đưa ra yêu cầu vô lý. Có đúng như vậy không? Thư ký Chu, nghe tôi giải thích. Không cần giải thích, kể từ bây giờ các người sẽ bị sa thải khỏi tập đoàn King Landing. Thư ký Chu, tôi vẫn còn nợ hàng triệu tệ phải trả, không thể để mất công việc này. Cô Bồ Tát Từ Bi, tha cho tôi một lần đi. Sao, có cần tôi nói lại lần thứ hai không? Còn cô nữa, mau thu dọn đồ đạc và cút đi. Tô tiểu thư, cô chờ một chút. Quản lý Lưu hiện đang bận việc khác, tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ.